heyzo.vn, website bán nick ngọc rồng, đồ ngọc rồng, dịch vụ ngọc rồng, hoặc là bán nick liên quân, anh em có nhu cầu có thể vào chọn vòng quay số và ra do nick, giá cực rẻ, giao dịch cực nhanh, anh em lên heyzo.vn giao dịch nhanh hơn nhiều cũng chẳng mặt. Hello anh em nha, lại là mình đây, mình làm 1 tỷ đây. Anh em cũng biết là AD đã fit cái doanh trại này, bây giờ đi được rất là ít viên ngọc rồng 4 sao luôn đấy. Thì bây giờ mình thử test thử một số cách để mà đi được, thử xem mà nó có được nhiều viên ngọc rồng 4 sao hơn là bình thường không. Nếu mà bình thường được một viên thì bây giờ nhiều ở đây là hai viên nhé. Hai viên là mình thấy khá là ổn rồi đấy anh em ạ. Nói chung là mỗi một lần đi được khoảng hai viên là mình thấy là khá là ổn rồi. Mình thử test thử cách này xem nào được không. Đấy, đầu tiên anh em vào thì anh em tháo cái xét phản sát thương ra xem là nó có được nhiều không nhé. Chán tự nhiên đang đi rất là ngon, AD lại fit lại. Nói chung là thực tế ra thì mình cũng không quan trọng là AD fit hay không fit. Nói thật sự là như thế. Thì AD có fit hay không fit thì nói chung là cũng chả ảnh hưởng gì đến mình. Mình bên thương mại, AD fit vào thì nguồn ngọc mình nạp vào thì mình chẳng có gì mà phải ngại cả. Nhưng mà có cái là AD fit thì cái không đúng thì mình thấy nó trước mắt thôi, chứ còn thì bây giờ anh em bảo AD fit cái này vào thì chỉ khổ những game thủ thôi, chỉ khổ những game thủ chân chính như mình thôi. Anh em bảo một ngày mình đi 30 hack, những anh em khác ngày cũng đi rất là nhiều, thì nếu mà đi nhiều như thế thì gọi là đi tay ấy thì sẽ xử lý như nào. Chứ còn bọn đi tun thì AD fit gọi là fit gì nhỉ? AD fit vào thì nó lại tăng số lượng win lên, ví dụ doanh thu giảm 1/3 thì nó tăng 3 lần arc win lên. Thế đối với nó thì cũng gọi là chẳng có gì đặc biệt cả. Đúng không? Tất nhiên là nó vẫn tốn tiền nó mua thêm cái win, nhưng mà nói chung là nó vẫn kiếm ăn được. Còn những cái game thủ chân chính như mình thì bốc cám ăn. Rồi, thử xem phát này được cái gì. Đấy, được viên 5 sao ngay. Anh em thấy không? Được viên 5 sao ngay, ngon phết. Thì đầu tiên anh em vào, anh em tháo cái giáp luyện tập ra. À, tháo cái set phản sát thương ra ấy. Giống như kiểu đánh lừa admin là mình không đi bằng set phản đâu, kiểu thế. Bởi vì mình test thử mấy cái ác mà không có set phản ấy, đi bình thường mà đệ kéo ấy, được nhiều viên 4 sao ấy, thoải mái rồi. Được nhất rất là nhiều viên 4 sao luôn đấy. Còn mình test bằng những cái ác mà đi bằng xét phản sát thương thì ui dồi ôi, không được một viên nào luôn. Anh em có nhu cầu mua vàng mua ngọc thì Ibizano mình ở 7/5 nhé, mình bán giá mát rẻ luôn. Đấy thì như mình cũng nói rồi, thì AD có fit lại hay là AD có đóng luôn cả cái doanh trại độc nhãn này vào thì chả liên quan đến mình, bởi vì mình làm bên thương mại. Mình AD fit thì mình không tuyển người đi win nữa, mình thay vì đó mình làm thế thôi, chả ảnh hưởng đến mình. Nhưng mà mình cảm thấy là nó fit nó không đúng, bởi vì AD phải nghĩ ra một cái cách khác để mà ngăn ngừa được cái nạn tun. Ví dụ như AD cho cái captcha cái lúc anh em đổi mật khẩu ấy, captcha quá là khó luôn. Lúc anh em đổi mật khẩu captcha khá là khó, mình không hiểu gì về tun nhưng mà mình nghĩ tun làm được, nhưng mà ít ra nó cũng hạn chế hơn. Lại được viên 16 sao, chán lắm anh em ạ, toàn những đồ cùi. Thì mình nghĩ là cái tun lúc đổi mật khẩu ấy là tun gọi là gần như là Google nó tạo ra để tránh tun ấy. À, cái mã captcha lúc đổi mật khẩu ấy là gần như admin nó tạo ra để tránh captcha, tránh tun ấy. Thì mình nghĩ là nó cũng phá được thôi, nhưng mà nó cũng giảm thiểu được một chút. Nó cũng giảm thiểu được. Chứ thực tế ra AD fit cái này rất nhiều anh em nghỉ game luôn ấy. Mà những anh em nghỉ game không phải là những anh em đi win đâu.
Còn những anh em mà đi win thì đi win bằng tool thì họ bám đến cùng luôn. Họ ví dụ bây giờ họ kiếm được 3 triệu nha, kiếm được 5 triệu đi, thì bây giờ kiếm được có hơn triệu, ok, đối với họ vẫn ok. Họ đi tool một ngày đi mất 3 tiếng mà họ kiếm được hơn triệu là quá ngon rồi, đúng không? Đây mình đi sắp mặt ra kiếm được đáng bao nhiêu đâu. Đối với họ vẫn là ok, vẫn là ngon. Nói chung là đối với họ thì admin chỉ có đóng cửa cái doanh trại độc nhãn này vào thì đấy, lại được mấy cái vớ vẩn. Đối với họ thì admin chỉ có đóng cửa cái doanh trại độc nhãn này vào thì họ mới ngừng đi. Nó thế nhanh. Chứ còn admin có fit như nào đi nữa thì họ vẫn đi. Đây bây giờ fit gần như là không được 4S rồi, gần như là thế, win mới được 4S. Còn bình thường không được 4S, nhưng mà họ vẫn đi bình thường, số lượng win vẫn tăng đều bình thường. Vẫn đi win bình thường. Chẳng có gì đặc biệt cả. Đấy anh em thấy cũng được rất là ít 4S luôn, nói thật đi rất là nản luôn ấy. Anh em nào mà đi tay giống như mình thì cực kỳ nản luôn. Đây này, mình lên đây cho anh em xem nhé. Anh em nói là AD fit lại rồi, fit lại rồi. AD sẽ không bao giờ fit lại luôn. Mình khẳng định luôn AD sẽ cực kỳ là hiếm fit lại. Cái tỷ lệ mà AD fit lại theo mình nghĩ là rất là ít. Cực kỳ ít luôn ấy. Đấy được 3 viên 5 sao ấy cả. Mới cả 1 viên 4 sao tí nữa win. Thế là còn hên ấy. Đây là hôm nay đi là còn quên. Theo mình nghĩ là AD min sẽ không fit lại. Mình khẳng định luôn. Phải đến 90% là AD min sẽ không fit lại. Anh em trông chờ 10% còn lại thôi. Bởi vì game của họ không fit thì họ không có doanh thu, không doanh thu thì toang kiểu thế. Nhưng mà thay vì fit thì AD phải nghĩ ra một cái captcha hoặc nghĩ ra một cái cách gì để mà cho tool nó không đi được ấy. Có nghĩ cách nào thì AD nghĩ chứ, mình mà nghĩ được ra thì mình đã là thần đồng rồi, mình còn ngồi đây mình nói chuyện với cả anh em làm gì nữa, đúng không? Rất nhiều anh em thích là AD fit lại cái doanh trại đồng nhãn này. Bởi vì lý do tại sao? Bởi vì lý do họ không đi doanh trại. Họ không đi win. Họ không đi win thì mà bọn đi win họ kiếm được quá nhiều tiền. Nên họ không thích điều đó. Rồi con người ai chả vậy. Không thích điều đó. Đây mình đi chỉ mất 7 phút thôi. Anh em đến đây mất 7 phút mà mình còn gọi là còn nói chuyện với anh em còn nơ na các kiểu. Thì mất 7 phút thì một ác mất 7 phút đấy, một ác mất 7 phút thì 10 ác mất 70 phút. Nói chung là đi được tầm 9 ác đi, 8-9 ác, một tiếng đi được 8-9 ác, 8-9 ác mà một ác 9, gọi cho 9 ác đi, mà một ác anh em bảo bao nhiêu? À không, 10 phút là đi, à 8 phút là đi được một ác này. 8 phút là đi, nếu mà mình đi nha, 8 phút mình đi được 2 ác. Thì 1 tiếng mình đi được khoảng hơn 1 tiếng mình đi được khoảng chục ác, hơn chục ác, 12 ác. Gọi cho 1 tiếng mình đi được 12 ác đi. 12 ác mà được 1 viên 4S thì được, nói chung là linh tinh và cộng 5 sao vào thì được 3 triệu vàng. 3 triệu vàng 1 ác. Nhân với cả 10 là 30 triệu. 36 triệu. Nhân 12 là 36 triệu. Đấy anh em thấy 36 triệu bằng 6.000 Việt Nam đồng. 6.000 Việt Nam đồng mà cả một tiếng mình đi được 6.000 Việt Nam đồng. Đợt trước nó được mười mấy nghìn thì mình còn đi. Đợt trước nó được 15.000 mình còn đi một tiếng. Thì bây giờ được có mấy nghìn thế thì anh em bảo đi làm gì? Được có 6.000 đi làm gì? Nói thật luôn, 6.000 mình đi làm gì? Nói không phải là coi thường hay là gì, nhưng mà rất là tiền thì ai chả thích, nhưng mà nó ít quá, không ấy, không đáng để cho mình phải bận tâm. Anh em thấy nha, bây giờ mình đi được 6k một ác như này, mà trong khi đó mình đầu tư thêm chục triệu nữa, mình mua thêm 10 con dương 11 nữa thì mình đi mất có một tiếng mà mình kiếm 30.000, nhưng mà